quá trời tội của chú anh chị ơi. Xỉu xỉu, có chừng cô, có chừng cô, có chừng cô. Đây là vợ và chị. Tội lắm của chú anh chị. Của chú anh chị chia sẻ mạnh lên giùm ha. Còn ít phút nữa thôi. Vợ rất là khờ luôn của chú anh chị. Người vợ hiền lắm. Chuẩn bị là cô chú anh chị cho mình cái bình luận cầu nguyện ha. Mấy anh em đưa vào trong nhà để mà đưa di quan cái áo quan ra ngoài. Đây là mẹ vợ nè cô chú anh chị. Mẹ vợ. Chia sẻ mạnh lên cô chú anh chị, chia sẻ mạnh lên cho mình xin một cái bình luận cầu nguyện luôn cô chú anh chị cho em về nam nghỉ. Xong một cái điểm này là bắt đầu là đưa di quan của em lên đi hỏa táng. Cô chú anh chị chia sẻ mạnh lên cho cô chú anh chị cho mình xin một chia sẻ một lượt bình luận cầu nguyện. Rồi bắt đầu đưa ra cô chú anh chị ơi, đưa ra. Rồi di chuyển ra từ từ. Đây là mẹ ruột của em Liêm. Mẹ ruột của em Liêm mình chú chị. Dạ bị đi hái bằng bắt ốc rồi em đã ra đi luôn. Bỏ lại vợ bầu 2 tháng. Con là cháu hả? Dạ
giáo em mà vậy là em cũng bình tĩnh quá đó. Con nghe tên anh mắt là lúc bây giờ chia sẻ mạnh lên rồi và đi ra nè, bắt đầu là đưa đi cô chú anh chị ơi, đưa đi di chuyển Áo Quang rồi tránh ra di chuyển Áo Quang rồi bắt đầu là đi qua tới giờ Di Quang rồi. Lấy nhớ đồng hồ đi đi con lớp này nha. Rồi bắt đầu đưa đi cô chú anh chị. Cô xỉu nữa ơi, người mẹ ruột xỉu rồi. Bây giờ người mẹ ruột xỉu luôn rồi. Kêu cô bớt khóc đi để thôi em đi không được. Dương vắng á. Kêu cô bớt khóc đi. Rồi bắt đầu tới giờ đưa đi rồi. Rồi anh em tới chừng lui ra là trơn đó nghe. Nhìn ra sao chứ nghe. Tám giờ rưỡi rồi. Tám giờ rưỡi bây giờ đưa đi nè cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị chia sẻ mạnh lên cô chú anh chị, chia sẻ mạnh lên. Chia sẻ mạnh lên cô chú anh chị ơi. Lỗ. Rồi xỉu nữa rồi, xỉu nữa rồi. Cô xỉu luôn. Cái chân nhắc trời ơi. Cô đừng mạnh quá không được đâu tại vì cô có 8:35 rồi. Để cao khó là để 8 giờ phía cô chú anh chị 8:30. Rồi bây đi rồi nè, Vinh này nè, Vinh Áo Quang rồi. Thì Mạnh sẽ bắt trực tiếp tới chỗ quả ta lò thiêu luôn ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị đừng có rời khỏi màn hình, Mạnh lên xe thì dẫn tới phát trực tiếp luôn. Tại vì có 3 cái phố thôi, cũng là cái cách đây 3 cây số của chú anh chị ở chùa Bảy Sào. Ba cái số ở chùa Bảy Sào của chú anh chị để Mạnh đừng rời khỏi màn hình nha cô chú anh chị ơi. បាទបាទចាក់តែប្រធានបណ្ឌិតណាសវត្តោសាភិភិមនៃសុមរតនត្រៃទាំង 3 ឲ្យពួកប្រពុតព្រះសាវុធោទេអ្នកប្រសងសាតបណ្ឌិតឲ្យគោអតិបិកោឲ្យសុខសួរស្រី
tập trung sắp phải sắp tân tư vi kết rắp tàu hà kê ông kê chúc kê sra kê chna kết mê kê chna chẳng rai kê chna ốc rớp rắp mô phong này kê chna thịa phâu chú chú ai cô phrey rất cả cô phrey liê phê rút kê sắp xa mật phê ba mây kê chú kê chú nê na yếu thả sắp nè phê nê thả sắp tê bạch chá kà nà sâu ba nô sắp rây sắp hông ดอกไม้ตกตามตะวาภูมิสร้างสรรค์นัตตกบันเมปรักเลสัตตมก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 ตกบันเมปรักเลส
Rồi tới giờ đưa rồi, tới giờ cô chú chị ơi, tới giờ rồi. Té té cô xỉu kìa. Bình tĩnh cô ơi. Đó thì phải đi qua cái cầu này chắc là khó khăn lắm. Con đang khóc rất là nhiều. Quá trời tội của chú chị ơi, xỉu xỉu, có chừng cô, có chừng cô. Thì Mạnh sẽ đợi tới nơi luôn hả cô chú anh chị? Kè cô đi. Đi từ từ con chân với con. Đây là người chị hai thôi. Chị hai chạy bé giật á, dịnh cô nha. Người vợ là phải đội á cô chú anh chị, đội cái thúng á. Rồi xe bắt đầu đi cô chú anh chị. Rồi, cho ngồi xuống rồi bé ơi. Đỡ đỡ cô nghe, cô á, cô hay xỉu á. Đỡ cô đi.
đỡ, đỡ cô. Cô thầy người mẹ của em Liêm, mấy cô chú anh chị hay xỉu quá. Cho cô đó ngồi luôn đi. Cho cô ngồi đi, cô hay xỉu lắm. Cho cô ngồi luôn đi. Cho cô ngồi mới được, đúng rồi, cho cô ngồi luôn đi. Dịnh cái mâm nha con. Cô hay xỉu, cô chú anh chị chia sẻ mạnh lên, cô chú anh chị chia sẻ mạnh lên. Chạy từ từ thôi. Giờ sẽ đi từ từ di chuyển vào trọng hơn chùa của chú anh chị, chùa Bảy Sao. Chú anh chị chia sẻ mạnh lên, chú anh chị ơi. Mở lời cái phong tục là lấy cái chén cái dĩa bỏ tiền vô hả? Mình băng qua cô, chúng dạ. Không được đứng bên cô đây. Dạ. Mình đọc á, đọc cô lại vô đi kêu. Dạ. Mẹ xỉu luôn. À, chuẩn bị đưa vô lò quả táng thôi chú anh chị. Cô chú anh chị chia sẻ mạnh lên cho Hùng Mạnh ha. Mẹ của em Liêm. Nó tụng xong là bắt đầu mới đưa vô lò quả táng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quá trời, nhìn cái cảnh mà xót xa của chú anh chị. Cô chú anh chị chia sẻ mạnh lên cho Hùng Mạnh ha. Rồi, giờ cầu siêu xong rồi. Rồi, đã tới giờ của chú anh chị. Rồi, bây giờ đã tới giờ chuẩn bị đưa vào bên trong. Kêu cô đi. Rồi, mẹ em đi mà xỉu luôn. Thay cảnh mà đứt ruột với cô chú anh chị. Xa
Mình niệm Phật đi, mình bớt khóc lại đi để cho em đi thanh thản hơn. Đi đi kẹt từ từ cái đường trơn lắm. Lên nè, đứng đây nè, kẹt lên đây nè. Yeah.
cho Mạnh xin một cái bình luận cầu nguyện ha. Cầu nguyện cho em Liêm về nay nghỉ á cô chú anh chị. Nhắc luôn rồi chị. Hết nổi luôn rồi. Rồi 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 rồi. Trời ơi, cô xỉu luôn rồi. Cô xỉu luôn rồi. Ôi ơi ơi ơi, quá trời. Quá cô chú anh chị ơi. Yeah.